công ty cổ phần giáo dục Yola đã khai trương trung tâm ngoại ngữ thứ 7 tại Việt Nam. Được thành lập từ năm 2009, Yola là trung tâm chuyên đào tạo và luyện thi tiếng Anh du học hàng đầu cho các lứa tuổi, từ Anh ngữ thiếu nhi đến Anh ngữ chuyên sâu, với các giáo trình và phương pháp giảng dạy thiết kế dành cho học sinh Việt Nam, nhưng mang tiêu chuẩn quốc tế. Với phương pháp học đi đôi với hành, giúp cho học sinh hiểu bài sâu hơn, nắm được kiến thức, việc thực hành giao tiếp với giáo viên và các học viên trong lớp, cùng hoạt động ngoại khóa giúp các học viên nhanh chóng quen và phát triển kỹ năng nghe nói đọc viết trong tiếng Anh.